Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo trang báo Francisco.vn vừa đưa tin, ngày 6 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Đức Francisco rời Vatican để tìm các linh mục của giáo phận Roma. Ngày thứ Sáu, 3 tháng 5, trên chiếc Fiat màu trắng, Đức Francisco gặp khoảng 100 linh mục ở Vương cung Thánh đường Thánh giá Jerusalem ở quận Esquilin. Kể từ tháng 11, Ngài đã có một số chuyến thăm các cuộc họp của các giáo sĩ trong giáo phận của Ngài đang trên tiến trình cải cách. Sau các chuyến đi trước đó đến các vùng Đông, Tây và Bắc Roma, ngày thứ Sáu Đức Francisco đến Vương cung Thánh đường Thánh giá Jerusalem ở trung tâm thủ đô nước Ý. Bản thông cáo ngắn gọn của Vatican giải thích, tại đây, Ngài gặp khoảng 100 linh mục từ khu vực trung tâm của giáo phận, các linh mục, các cha đại diện và một vài cha giám đốc. Cuộc họp kín nên không phải là chủ đề của một thông tin liên lạc chính thức. Chuyến đi này của Đức Francisco diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Hồng Y Tổng đại diện giáo phận Roma Angelo de Donatis, Ngài lãnh đạo giáo phận ra đi. Sau đó, Ngài cho biết việc bổ nhiệm người kế nhiệm cần thời gian phân định vì khía cạnh tế nhị của chức vụ Hồng Y đại diện. Quá trình chuyển giao nằm trong cuộc cải cách quản lý và hoạt động của giáo phận do Đức Francisco phát động năm 2023 và chưa xong. Tiến trình này đi kèm với việc tăng cường kiểm soát tài chính của giáo phận có hơn 1.300 linh mục. Tháng 8 năm ngoái, trong thư gửi cho các linh mục, Đức Francisco xin các linh mục là tấm gương cho thế giới, khuyến khích họ quay về với nguồn mạch tin mừng để thổ một tinh thần mới vào các tổ chức giáo hội cũ. Ngài cảnh báo họ chống lại tinh thần thế tục và chủ nghĩa giáo sĩ trị. Trong một thư gửi các linh mục giáo phận Roma, Đức Francisco xin các linh mục giáo phận Roma, chúng ta hãy xắn tay áo và khuỵu gối xuống. Trong việc tiếp tục cải cách giáo phận của mình, bắt đầu từ năm nay, Đức Francisco xin gần 3.700 linh mục của thủ đô nước Ý trở thành tấm gương cho thế giới bằng cách về với các nguồn tin mừng để thổ một tinh thần mới trong thể chế giáo hội xưa cũ. Như thường lệ, Ngài cảnh báo chống lại thói thời thượng thiêng liêng và chủ nghĩa giáo quyền. Ngày 6 tháng 1, Ngài đã công bố tông hiến trong tỉnh Hiệp Thông Giáo hội, một tông hiến cải cách giáo phận Roma mà Ngài có thẩm quyền với tư cách là giám mục Roma, để biến giáo phận thành một giáo phận kiểu mẫu, mang tính đồng nghị và truyền giáo hơn. Bản cập nhật này được tiếp tục ngày 15 tháng 2 để nắm lại quyền kiểm soát các cấu trúc kinh tế và tài chính của giáo phận. Gần 6 tháng sau, giám mục Roma gửi cho các linh mục trong giáo phận của Ngài nhân dịp lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả cho Mẹ Thiên Chúa, được cử hành vào ngày 5 tháng 8 hàng năm. Theo tương truyền, Đức Mẹ nói nơi xây dựng nhà thờ này cho giáo hoàng Liberius năm 366 bằng cách làm cho tuyết rơi giữa tháng 8 trên đồi Esquilin. Đức Francisco gắn bó với Vương cung Thánh đường này. Trong mỗi chuyến tông du ra nước ngoài, Ngài thường đến đây cầu nguyện và sau khi về, Ngài đến tạ ơn Đức Mẹ. Đức Francisco biết, thời gian này, các linh mục đi nghỉ hè. Nhân cơ hội, Ngài gửi cho họ bài suy tư dài 4 trang về những khoảnh khắc tăng năng lượng mà họ cần. Tuy Ngài không đi nghỉ hè, nhưng Ngài hiểu việc nghỉ ngơi về thể chất và tinh thần là cần thiết. Ngài cũng xin các linh mục mình tìm nghỉ ngơi trong tình anh em vì sẽ được an ủi, mang lại không gian tự do nội tâm và không làm cho chúng ta cảm thấy đơn độc khi đối diện với những thách thức của thừa tác vụ. Vì thế, Ngài xin họ vun trồng ơn hiệp thông quý giá và luôn sẵn sàng ban ơn, tha thứ của Thiên Chúa cho những người được họ chăm sóc. Đức Francisco một lần nữa cảnh báo họ chống lại chủ nghĩa hình thức đạo đức giả. Trong đó, linh mục núp vào thói thời thượng, không ở trong mối liên hệ anh em và thương xót này. Ngài cảnh báo đó là một lối sống hạ thấp giá trị thiêng liêng xuống thành những hình thức bề ngoài, biến các linh mục thành những người buôn thần bán thánh. Họ khoác lên mình những hình thức thiêng liêng nhưng tiếp tục suy nghĩ và hành động theo kiểu thế gian. Theo Ngài, sự cám dỗ ngọt ngào và ngấm ngầm này phát sinh từ thói tự yêu mình, đặc biệt biểu lộ qua việc cố chấp về giáo lý và chủ nghĩa thẩm mỹ phụng vụ. Nhiều lần, Ngài trích dẫn các câu nói của các nhà thần học Henri de Lubac và Yves Conga, Ngài xin các linh mục phải hết sức cảnh giác nội tâm để chống lại khuynh hướng tai hại này. Đức Francisco đặc biệt lo lắng về một loại biểu hiện thói thời thượng thiêng liêng, chủ nghĩa giáo quyền vốn ảnh hưởng đến các linh mục và thậm chí lan ra cả giáo dân và các nhân viên mục vụ. Ngài nhắc lại định nghĩa,
Khi có thể do không nhận ra điều này, chúng ta tỏ ra cho mọi người thấy chúng ta vượt trội, có đặc quyền, được đặt ở trên và do đó tách biệt khỏi phần còn lại của dân Thánh Chúa. Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.